Chào các bạn nhá. Chiếc bếp Casio này theo thông báo của khách ấy, là không cắm không lên nguồn. Và trước đó thì đã từng đi sửa cả hai bên. Tức là mình thấy cầu chì bên này cũng đã thay này, là chết cục suất hay sao ấy, sửa cả hai bên. Nhưng là này không lên nguồn. Thì mình tháo ra thì cầu chì nó lỗ này. Nên khả năng là chết công suất. Và tại sao chết công suất nó lại không lên nguồn luôn? Thì thông thường ấy là bên này cứ gọi là bên mẹ đi. Bên này khi ghim điện ấy, thì bên này nguồn cấp trước bên này sẽ chạy. Nguồn cấp trước bên này sẽ chạy, nó tạo ra 5V để nuôi sự sống cho phần điều khiển. Các bạn ạ. Sau đó là khi chúng ta ấn on, nó có cái phím bấm đây này. Hay là con này có riêng không nhỉ? Riêng nhau à? Hay là chết cả hai? Nó có hai cái on khác nhau, như vậy thì khả năng là riêng biệt rồi. Như vậy là chết cả hai rồi các bạn ạ. Đây mình ghim điện thử nhá. Ghim qua bóng đèn thôi. Ghim thì không lên gì nữa cả các bạn ạ. Đó thì như vậy là đúng, như vậy là chết cả hai luôn các bạn. Đã từng sửa cả hai và lần này chết cả hai luôn. Bởi vì ấy, mình mới đầu mình cứ tưởng là bên này là bên mẹ sẽ đóng dơ le cấp cho bên này thôi, nhưng không phải rồi, bên này cũng có dơ le, hai bo giống hệt nhau luôn. Casio S-Line 3500 và cái model mà tụ xanh này lởm hơn cái model tụ gỗ các bạn ạ. Mình thấy thế, kinh nghiệm mình sửa mình thấy thế. Ở trên cái kênh này của mình ấy, mình có một cái list danh sách là sửa bếp từ châu Âu này, rồi bếp từ Đức, bếp Casio. Mình để riêng một list danh sách là sửa bếp Casio, nên bạn nào mà sửa bếp Casio ấy, gặp những cái ban bệnh của nó thì có thể vào tham khảo cái list danh sách bếp Casio đấy, thì có hình sẽ giúp ích cho các bạn nhé. Mình nói cho mọi người, bạn nào không chưa xem kênh nhiều thì các bạn sẽ biết và tham khảo. Thì con cầu chì này nổ thì mình đoán là phần công suất chết nên nó mới nổ cầu chì. Như vậy con này cũng lại sửa cả hai bát bếp rồi. Còn bên này thì cầu chì vẫn sống. Đó, nên bây giờ mình sẽ thử xem cầu chì sống bên này thì nó hỏng cái gì nhá. Cầu chì sống thì đôi khi là nó sẽ sửa nó đủ. Nó sẽ dễ hơn các bạn. Đồ mình nuôi dậy nó có đồ. Thì có thể là hỏng cũng cấp trước. Hoặc là đơn giản hơn thì có thể là cháy cầu chì nhiệt này. Nó có cầu chì nhiệt của đường nguồn ấy. À không, cháy cầu chì đấy thì không đóng dơ le rồi, báo lỗi không đóng dơ le cho phần công suất thôi, nhưng vẫn phải lên nguồn. Như vậy là con này không rõ là lỗi gì thì mình cứ tháo ra kiểm tra nhá. Như vậy là sửa hai lần, sửa hai bo rồi, bây giờ lại chết cả hai bo. Đấy, bếp thương hiệu Đức, toàn mọi người cứ bảo là bếp tàu, nhưng thực tế bếp thì đúng là bếp này sản xuất tại Trung Quốc thật, nhưng mà họ được nhập khẩu sang Đức và người Việt toàn xách tay cầm mua từ bên Đức đem về cho người thân nhá mọi người nhá. Mình ghim điện lại này thì mình không thấy nó ăn tí dòng tí nước gì luôn. Thì mình có thể bên này thì không quan tâm, cầu chì cháy coi như tách rồi nhá, mình sẽ quan tâm đến bên không cháy cầu chì này. Thì đây là mình có đồng hồ đo này, mình đo thì AC nó có ở đây rồi chắc chắn đấy. Không có. Ô không có thì tại sao lại không có nhỉ? Thế thì ở đây có chưa? À đang đo xoay chiều, à đang đo một chiều. Đây là có AC rồi này. Nói bên này thì cũng phải có AC rồi. Mình đang đo một chiều không diện ra được. Sau đó mình nhìn nhá để mình đo xem có nguồn cấp trước chưa nhỉ. Nhìn thì con này nó sẽ mạch nguồn cấp trước nó chạy được chỉnh lưu lửa chu kỳ thôi. Và nó sẽ tạo nguồn nuôi đi qua con 7805 này này. Có hai con 7805 nhá, để tạo nguồn nuôi cho vị điều khiển ấy. Thì mình thấy có chữ GND ở đây này. GND ở cái chỗ này nhá, mình đang dí vào đây để mình đo GND này. Thì 5V ra đây. Thì không có 5V đâu các bạn ạ, có 5V thì nó đã lên. À đang đo xoay chiều, để đo một chiều cơ. Đấy, không có 5V đâu các bạn nhá. Thì ví dụ như mình đo ở con tụ à con điện trở 22V này thì sẽ có 300V đấy. Như vậy nó chỉ có 100V thôi này các bạn này. Bởi vì nó chỉ như nửa chu kỳ sang đây chỉ được 100V thôi, nhưng sang bên này thì được tụ lọc đã được 300V, nhưng mà không sang bên này không có đo được, không có nguồn nữa nhá. Thì như vậy là sang bên này là chắc chắn là con điện trở này đang cháy rồi. Như vậy là một con này sẽ hỏng nguồn cấp trước, một con hỏng nguồn cấp trước. Còn một con thì chắc là lỗ công suất, nên bây giờ cứ sửa lần lượt các bạn ạ. Đấy, đôi khi hỏng hóc là thế đấy, có thể là họ đã bị chết một bên rồi. Do họ vẫn dùng, cho đến lúc chết cả bên nữa thì bắt đầu họ mới đi sửa. Đa số là thế mà các bạn. Ở đây này, để test kỹ bọn này không phải chết mờ su phết đấy, cái lũ này này. Nhiều trường hợp mình gặp nó chết mờ su nó lổ tung con IC luôn. Mình đang có nguồn 5V này,
cấp nguồn, lại lợi dụng cấp nguồn nhá. Bạn nào sửa xe Vio nhiều của mình các bạn sẽ biết mình có hai bộ cấp nguồn. Tạo ra 5V rồi. Tạo ra 5V rồi thì đây ghi nó chữ G ở đây này. Mình đang cấp nhá. Tóm lại là ở chế độ chờ ấy là con mạch nguồn này nó chỉ tạo ra nguồn 5V cho LMSU thôi. Khi chúng ta ấn on nó đưa lệnh xuống, nó bắt đầu nó mới đóng dơ le này, cấp nguồn 18V cho driver các thứ này. Rồi cũng như là cấp nguồn cho chân in của con một con 7805 như con bé bé này thì tạo ra 5V cho con dưới. Tóm lại ở chế độ chờ là con dưới cũng không có nguồn 5V đâu các bạn ạ. Hai đường 5V riêng. Mình cấp nhá. Nó có kêu không ạ? Đấy, kêu tốt các bạn ạ. Lên chữ L ok. Bấm vào đâu nhỉ? Đấy, bấm vào đây. Tóm lại là vì xử lý sống nhá. Ghét nhất là sửa bếp. Tét chết vì xử lý. Chả làm ăn gì được. Các bạn ạ. Mình sẽ tháo cái bo này ra, bỏ cái tội bếp này đi, xong mình sẽ sửa cái bo bên này trước. Mạch nguồn này cũng hơi đặc biệt đấy các bạn ạ. Cái nguồn cao su này này. Đấy, đây sửa này, ghi này. 180k nhân 2 này. Họ sửa nguồn cấp trước, à họ sửa, ôi rồi lắp 18 ohm à. Họ sửa công suất các bạn ạ. Kệ thôi, cứ xem sửa cho người ta thôi. Đây là các bạn cho mọi người nhìn là thợ trước họ sửa này. Họ thấy ghi là 180k nhân 2 này. Đấy, đây là con điện trở, ui để gần cái chân C này nguy hiểm kinh. Để gần chân E về mát được khi để như này thì nguy hiểm lắm. Có con điện trở nó dẫn sung ra chân G thì chính là cái con này này. Tách cái chân C ra nó phóng sang. Nó dẫn ra ấy, thì mời qua khóa tĩnh này, DZ này. Các bạn ạ, chắc là sửa công suất. Có nên xem công suất lại không nhỉ? Thôi kệ đi, hỏng thì công suất thì lại sửa tiếp các bạn ạ. Bởi vì họ cũng đã dùng được rồi, sửa về họ đã dùng được rồi mà. Con IC nhé, để mình đọc, cố đọc hôm nay mình sẽ cố đọc cho mọi người con IC của con Casio này gì nhá. Không biết là mua trên, hình như mua trên thị trường vẫn có đấy các bạn ạ. Con IC dao động của nó mình vừa mới đọc ấy, nó là con OB2500NCP nhá. Chân 1 nó vị trí này nên mình vẽ như này, chân 1 đây này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 nhá. Con này quét linh kiện chất lượng bán với giá là mấy nghìn con chính hãng. Có tóm này mua cũng thông dụng, chúng ta có thể mua được nhá. Mình thì mình chưa mua bao giờ cả, nhưng mình có mấy một hay hai cái mô xác này nên mình vẫn có IC này. Và như con này thì khả năng trước là họ sửa công suất nhá, chứ không phải là sửa nguồn cấp trước đâu, như giờ nó chết nguồn cấp trước. Thì có thể nó đây là hai dây AC vào này. Nhá. Xung dương đây. Sẽ được chỉnh như quan diode này này. Vừa chỉnh như rồi tao mới đo được là 110V đấy. Các bạn ạ, chỉnh như qua diode này, sau đó đi qua một con diode nữa ở cầu chỉnh như chính á, sẽ đi về dây AC còn lại. Các bạn ạ. Dây AC còn lại. Còn đâu xung dương đây thì bị chỉnh như quan diode này. Nhưng mà không đi về được bởi vì là cái này nó dơ le nó không đóng các bạn ạ. Nên khi đóng thì mình sẽ đo được khoảng gần 200V ở đây. Thì điện trở cầu chì chắc chắn mình đo như thế thì mình biết nó cháy nhá. Mình đo như thế là mình biết nó cháy bởi vì bên này có 100V và bên kia lại không có. Đây mình sẽ tháo nó ra này. 22V nhá. Nhìn rất đẹp này nhưng mà cháy các bạn ạ. Đây này. 22V mình đo cho mọi người tham khảo là nó chết nhá. Đấy, nó không gì cả, nhìn rất đẹp, không lổ liếc gì luôn. Mấy con khác này nó lổ, nó còn đen đen. Thì đây, mình có 22V đây. 22V đây. Đấy, đó là thông nhá. Nâu. Nâu đen, đỏ đỏ. Đen tức là 220. Nhân với 10 mũ trừ 1 tức là chia cho 10 tức là 22 ohm các bạn nhé. Thì con này cũng thế này, đỏ đỏ đen nhũ nhũ vàng nhé, nhũ vàng các bạn ạ. Còn cái màu đen này là màu sai số, màu lâu này màu sai số nhá. Đấy, như vậy nó chết. Bây giờ đo xem con này á, con này là nguồn sung, kiểu nguồn sung có quần làm việc chính riêng ấy riêng ấy, không phải hãng trực tiếp đâu. Và là còn cái con biến áp này nó còn có nguồn một quận dây để phản hồi nguồn nuôi về cho nó cơ. Còn đầu tiên nó được mồi qua con một hai con 105 này này, tụ lọc cho nguồn cấp nguồn chính của nó, à nguồn VC nó đây này. Thì bây giờ nhá, nó đi sang đây này, nó đi từ đây sang đây nhá, được lọc ở con tụ này. Con tụ này kiểu gì mình cũng sẽ thay các bạn ạ. Con tụ này có 4,7 mi thôi, mình xem là thường mình sẽ thay đến 10 mi hoặc
8,2, mình có một lô 8,2, bạn nào xem video của mình bạn sẽ biết, các bạn biết. Lâu lâu năm tuổi nó kém nó chết đấy. 400V 4,7mm đây này. Thay dung lượng lên 10mm thì tốt nhá, 15mm thì càng tốt, nhưng mà khoảng 10mm nó ok rồi. Thì nó sang bên này, nó đọc cái này, ta sẽ thu được 300V đấy. Thì cái nguồn 300V này này, nó sẽ đi tới quận làm việc chính này. Đó. Sau đó nó đi từ quận làm việc chính đi sang quận làm việc chính đây. Có diode này, có điện trở này, có tụ điện dập trung ngược nhá. Nó đi sang qua chân D này nhá. Sau đó sẽ mở về chân S này. Ôi giời, chập mất rồi. Sau như này thì chập con IC rồi nhá. Nó từ D sang S và nó đi qua hai con điện trở là 2 ohm 2 này, bảo vệ qua dòng, nó đi về GND các bạn ạ. Nó đi về GND, nó đi đường này thì nó đi đến đâu để nó về GND nhỉ? Mát ở đây mà. Chứ biết nó rút từ chỗ nào. Mình chưa nhìn được cái lối đi về GND của nó. À. Chưa nhìn được các bạn ạ, đang cố gắng nhìn. Con IC chết chập rồi. Đây. Vừa soi data set nó mới hiểu chức năng chân. Nó chảy chân D này, đây là chân S đối diện với nó là chân số 4 nhá. Còn cái chân này là chân thoát mát cho bộ tạo rộng thôi. Chân số 8 này này, bởi vì nó đi mát, nó đi ra mát này, âm tụ này, thì nó sẽ chảy từ D sang S và đi gầm trong IC đi tới đây và đi qua hai con 2R, tức là thành một ôm ấy. Để về mát nhá. Nhưng mình đo như này thì mình đã thấy nó chập rồi. Đo từ D đến S nó chập rồi. Thì cái giải pháp thì như con này thì do nó lại không đo không chập này. Ô thế vừa nãy đo chập mà bây giờ lại đo không chập, buồn cười kinh. Hay là vừa đo ngược cỡ diode. Không đo không chập này các bạn này. Ngược lại thì có lỗi trở. Ô hay vừa nãy nhìn kiểu gì ấy nhỉ? Đo lại không chập nữa này. Không chập nữa này thì cứ táng vào thôi. Táng điện trở. Táng tụ khác vào thôi để thay thử thử các bạn ạ. Đây này, vẽ cho mọi người tham khảo về cái con IC này một chút nhá, chờ mình tí. Vừa dừng vẽ mạch và xem lại cái video vừa nãy mình đo như thế này thì đúng là nó thông là đúng các bạn nhá. Đo phải từ D sang S này, thì đây chức năng chân của nó này. Mình vừa tra data set của nó nhá và mình vẽ trên cái mạch này. Thì xuất phát năng lượng là từ trên tụ này. Chỉnh lưu lửa chu kỳ lọc thì vẫn được 300V nhá. 300 tới chân D này. À, đến quần làm việc chính đi sang này. Ba linh kiện dập xung ngược, diode bên kia, tụ bên kia, điện trở thì là hai con song song nhau, hai con nhá các bạn nhá. Mình lắp thêm này, có thêm một con điện trở vị trí này nữa, thử kệ thôi mọi người nhá. Thì nó sẽ đi đến chân D này và chân S của nó là chân số 4 này. Và hai con bảo vệ qua dòng một ôm nhá, hai con một ôm để về mát mọi người ạ. Thì bên này thì nó có sẽ hai quận, một quận nó sẽ tạo ra nguồn mà hình như nó chỉ có một quận này. Có đúng không nhỉ? Để mình nhìn lại thế nào. Nó có tạo ra hai quận mà các bạn. Có hai con diode thì có hai quận các bạn ạ. Có hai quận nhá. Có hai quận, một quận nó sẽ chỉnh lưu ra 18V đấy. Nhưng đo thực tế đo được khoảng 20V. Một quận nữa thì nó chắc là ra được khoảng 9V gì đấy các bạn ạ. Và cái nguồn 9V này đấy nó sẽ đi tới 7805 đấy nhá. Chắc là 10V đấy. Sau đó đi ra là 5V là luôn lên vỉ mặt nhá. Còn 20V này nó sẽ đi qua một con 8550 được cực B, được kích nhá. Nó sẽ mở cấp cho khối driver này, driver nhá. Rồi cấp cho một con 7805 để hạ ra 5V nuôi cho con MCU phát xung, con MCU này này mọi người ạ. Nuôi cho con MCU phát xung đấy các bạn ạ. Và đồng thời là cái nguồn ở đây nó cũng đưa đến để cho dơ le đóng. Dơ le đóng, con hút đóng dơ le nhá. Nên chúng ta sẽ nói mạch nó thiết kế như thế nhá. Nó có vài con bé bé này này. Thì cái mạch nguồn này là mạch nguồn xung cách ly, à nguồn xung dạng cách ly nhưng mà nó không cách ly đâu. Mát chung với nó mát chung. Nó thiết kế như mình vẽ này này. Là đầu tiên thông qua nguồn mồi là hai con tụ, hai con điện trở 105 1m này, mồi vào đây được tụ lọc này. Sẽ có điện áp mồi và chân VC là nó sẽ tạo ra xung đóng ngắt từ đây sang đây này. Thì nó có dòng điện chảy ngược thì sinh ra từ trường trên lõi này. Thì các quận khác có điện cảm ứng, thì quận này có điện cảm ứng ấy, thì thông qua con diode nằm bên kia nhá. Chỉnh lưu về này. Diode về có tụ lọc hóa, con tụ hóa đây này, con tụ hóa chân nó đây này. Nó con tụ bé bé này nhá. Mọi người ạ.
nó chỉ nhiêu nó phản hồi nguồn nuôi về để tiếp tục nuôi IC, bởi vì nguồn mồi nó không ổn định các bạn ạ, và nó ít dòng nó nhỏ. Thì đấy là nguồn mồi. Đồng thời thì con IC này có chân 3 là không sử dụng, chân 3 là chân RT, nó lắp một con điện trở bảo vệ con nhiệt nhưng nó không sử dụng nhá. Nhưng chân 2 nó là chân FB. Và chân FB này nó sẽ lấy cái cầu phân áp này là cái xung dương ở đây này. Xung dương tại cái vị trí trước con diode này nhá. Tại quạt này này. Nó sẽ có một con tụ dập xung nhiễu về mát, về cái chân này, về chân mát, tức là về cái vị trí này này. Mát nha, mình vẽ đây cho nó đủ không thiếu con nào nhá. Thì cái xung dương ở đây này nó đi qua một con điện trở là có mã là 01C chuẩn của châu Âu ấy, khổ cái mạch này. Đi qua con điện trở đấy để đi vào chân 2, đi qua điện trở bé này là 01C nha, vào chân 2. Đồng thời tại chân 2 nó sẽ có con điện trở là 302, 302 chỗ này này để dập mát. Mình vẽ đúng như thế. Thì cái cầu điện trở này nó quyết định cái điện áp đầu ra nhá mọi người nhá. Cái cầu điện trở này nó thông qua cái xung dương đi về đây, cái cầu điện trở này này mọi người ạ. Thì này nói về đọc giá trị điện trở con 302 này thì chúng ta có thể đọc dễ rồi, là bằng 30 nhân với 10 mũ 2. 10 mũ 2 tương đương với nhân với 100, mũ 2 là 200 thì ta có là 3 kiloohm nhá. Thì dễ rồi, đọc dễ rồi. Còn con 01C này thì nó có một cái mã quý ước. Bạn nào muốn hiểu đọc nó thì vào kênh Vũ Kiên Sửa Điện Tử tìm cái video có cái ý chữ là cách đọc điện trở dán SMD nhá. Các bạn có thể ghi ở YouTube, vào YouTube các bạn ghi là cách đọc điện trở dán SMD giữ kẻo hủy diệt 0.2 nữa, thì các bạn ra một cái video mình sẽ hướng dẫn mọi người đọc cái con 01C là như nào, rồi con này như nào. Mình đã có video mình chia sẻ cho mọi người rồi. Thì cái con 01C này thì cái 01 tức là nó là 100 nhá. Còn cái C thì nó cũng là nó là 10 mũ 2. Nhìn lại nhân 100 nữa. Có đúng không nhỉ? Đúng rồi. Thì nó là bằng 10.000 ohm, tương đương với nó là 10 kilo ohm nhé. Chuẩn đấy các bạn ạ. Các bạn những cái này, mã quý ước này thì thỉnh thoảng mình sẽ gặp mấy cái đồ này này. Nó cả một trên cái, vẫn là Anh, Trung Quốc chẳng hạn, nhưng nó lại dùng hai cầu chuẩn. Mình thấy nhiều thiết kế kiểu này lắm. Trên mạch này có điện trở theo kiểu chuẩn này, có điện trở theo chuẩn này. Buồn cười ghê lắm các bạn ạ. Thì như vậy là nó FB ở đây nó đưa về để nó thay đổi độ dung. Thì cái nguồn ra ở đây nó không bám sát tải nhưng nó theo thiết kế là vẫn ổn định, vẫn ok mọi người nhá. Đó là cái mạch này nhá. Còn con này thì nó không chết như thế thì bây giờ cứ thay thôi. Đo không chết thế đấy thì như mình bảo thay nhá. Thay kiếm dây đã, chờ mình thay và kiếm dây. Đây 400V 8.2 sẽ hơn là 4.7. Tích trữ năng lượng nhiều hơn thì nó chạy ổn định hơn đấy các bạn ạ. Từ nó lâu năm là con tụ kia, con tụ 4.7 mia kia nó lọc kém thì dẫn tới là cái nguồn nó không ổn định. Con IC nó cứ cố gắng nó FB thế là đến lúc nó chết đấy chẳng hạn các bạn. Dòng cao quá nó cháy con điện trở cái gì đấy. Cũng chưa biết được, bây giờ phải thay thử, hoặc tải nó nặng quá nó cháy, nó hỏng các bạn nhé. Nên mình bây giờ mình cứ thay thử thôi, thấy nó chết con gì thì cứ thay con đấy. Con tụ kia chẳng cần đo đâu, đo nó không chuẩn mà. Mình do nó mình nhiều linh kiện nên cứ thay cho chuẩn. Đây, kiếm được cái dây này. Con này sửa công suất thì chúng ta nên tháo hai con tụ 10 mi ra nhé. Ở đấy hôm nay bắt đầu mới dùng cái mỏ hàn, cái đầu này dùng không quen. Đang dùng mỏ hàn đầu. Đang dùng cái đầu ấy kia quen, cái đầu mũi dao kia quen đấy, rất là nóng rồi mà nó chả chảy được ấy. Đang nói là chúng ta sửa công suất thì chúng ta tháo hai con tụ 10 mi bù lên ra nhé. Khi sửa ok thì chúng ta lắp vào. Là con nào? Con này này. Và con này như thợ trước họ đã từng thay con này rồi sao ạ? Hai con này hai con tụ bù thôi. Con này mới là nguồn DC cho vần công suất. Con này tụ cộng hưởng. Tụ cộng hưởng hơi đặc biệt nhá, 0.4 nhá. Chứ không phải 0.33 đâu. Đó, bây giờ ghim điện thôi. Ghim điện thì dơ le chưa đóng thì bóng không sáng đâu, kệ nó thôi. Xem nó có chạy không nhá. Xem nó có lỗ không? Ghim qua bóng đèn 200W. Thì mình sẽ đo nguồn ra trước này. Đo ở đây đi. Con này nó sẽ được con diode này chỉ new này, nó sẽ ra tổng khoảng 10V đấy, đúng luôn, đi theo cái đường này đi. Đi qua con đi qua con cầu trì nhiệt. Nhưng mà là cầu trì nhiệt mà cháy thì coi như là mất điện áp tới chân in của con 7805 này thì coi như là mạch không lên nguồn luôn các bạn nhá, mất nguồn 5V cho vì mặt các bạn ạ. Nhưng bây giờ đo thì nó vẫn phải có nguồn. Vừa nãy đo thì nó chết rồi mà.
mình đo trước nhá, nó có sơn keo đấy, cắm này không thấy gì cả. Đấy, có ra 9V rồi, có keo thôi. Đây là mình sẽ đo cho mọi người nhá. À, vừa nãy ở đây là mình đo được là chỉ có là khoảng 100V ấy. Bây giờ được con tụ này đã có tác dụng này, bởi vì nó đã con này nó đã thông mà, con hai không thông thì nó lọc tận được 300V, nó mới phản hồi ngược sang bên này, nên mình đo được là từ vừa nãy nó có 110 thôi, bây giờ đo được là 300V nhá mọi người nhá. Thì cái 300V nó đi vào mình nguồn xung này, nó sẽ hạ ra một cái nguồn ở đây này 9V này nhá. Cái 9V này nó đi tới cái dần này, cái chân này này. Đấy, và đi qua cái chân này là chính là con điện trở cột chì trên cái vỉ mặt này nhá. À, trên cái giữa cái mâm này này. Cảm biến nhiệt này, điện trở này, điện trở nhiệt này các bạn nhá. Thì nó sẽ đến tấn in này và nó hạ ra 5V ở đây nhá. Và đồng thời như y như mình vẽ nhá. Là cái nguồn nó tạo ra 5V này này. Một cái nguồn nữa là tạo ra tầm 20V đấy, đo không tải này vẫn còn cao hơn đấy. Chả biết là nhưng mà nó hay chết con này, phải thay con này đấy. Được chỉnh đi con diode này này. 18V như vậy là này có 5V ở đây rồi, cho mình xem. Đúng luôn nhá. Con này chết thông nhá. Con 8550 này chết thông này. Đây này, có ban đặc trưng trên cái mạch này đấy. Để nhìn lại mạch á. Nguồn dương ở đây, xung dương đây, được xung dương này, này. Đây là gần đây toàn mạch rồi. Quặn dây từ đây đây, xuống dây cao hơn từ đây đây nhá. Đây chỉ ra 9V thôi. Đây này sẽ ra được 20V đấy. Sẽ được chỉnh lưu qua con diode này này, đi qua con khung ôm này. Tới chân E này. Các bạn nhá, và nó sẽ mở khi có lệnh mở, nó mới mở từ E đi sang C. Thì đây nó sẽ cấp cho driver này đấy, cấp vào chân in con 7855 hạ ra 5V để nuôi vi xử lý, nhưng hiện tại con này đang chết chập nhá. Đang chết chập xe rồi. Nếu mà chết đứt thì là bật thì là cứ chạy bình thường thôi, nhưng mà không báo lỗi không gì cả. Con này đang chết chập rồi. Đây đo cho mọi người, thôi kênh lên đi. Con này thay mình hay thay vào con 8550 chân cắm cho nó bền các bạn ạ. Chân SMD không ăn thua bởi vì tải nó nhiều. Tải driver này rồi tải hạ qua từ 18V hạ ra qua 7805 này để hạ ra 5V mà các bạn. 5V thì nó không chết, nhưng mà đây là mình đo này, đo từ E sang C này. Đấy, nó chập nhá mọi người nhá. Mình đo vị trí này nó là chân C của nó mà. Đấy, mình kiếm con 8550 mình câu ở đây. Sửa phải sửa chân để bệnh luôn các bạn ạ. Các bạn sửa như nguồn như kia là nó sẽ chạy được bình thường rồi đấy, và vẫn ok đấy, nhưng mà nó sợ sau nó lại chết lại. Ban đặc trưng của con này là hay chết thọt chập con 8550 đấy. Sau đó chết chập thì chết đứt. Chờ mình kiếm con 8550. E là vào, nguồn 20V, 18V vào. B là điều khiển, C là đầu ra, ra tại chân in của 7805 và vòng vòng ra đời vào. Đấy nhá, cầu đúng chân. Im điện này, bây giờ nó sẽ không mở nữa. Con này sẽ khóa rồi, bởi vì nó sẽ không mở nữa thì mình sẽ đo cái nguồn trước của nó sẽ cao đấy, không phải 18V đâu. Mình đã ghim điện nhá. Rồi lấy mát ở đây đi. Thì cái nguồn đây là cái nguồn đấy, bây giờ nó không còn tải của bên kia đâu nên nó ra được 10V rồi nhá. Vừa nãy là cái bên này đã ra 5V ở đây này nên nó có tải lên đấy, bây giờ không ra đâu các bạn ạ. Nó chỉ chờ đây thôi. 22V luôn, chả sao đâu các bạn nhá. Tăng từ từ kìa, tăng dần kìa. Ô, tăng lên kinh ngợi vậy. Chế độ chờ nó luôn như này đấy các bạn ạ. Mọi người ạ, sau đó nó mới kích mở cực B, nó mới mở sang này các bạn nhé. Thiết kế nó như thế đấy các bạn ạ. Như đang chưa mở đâu. Nhưng mà để xem con tụ lọc của nó là chịu bao nhiêu mà nó lên rất là cao như thế. À, tụ nhà sản xuất tính là tụ chịu 35V nên không sao cả đâu các bạn nhé. Nó chả có trở xả gì đâu. Đấy, nó đánh nửa đấy các bạn ạ. Nếu mà cẩn thận thì chúng ta sẽ đấu một con điện trở khoảng 10K đi. Về mát đi, cho nó ổn định cái này các bạn ạ. Như thiết kế nó như này mình cứ kệ thôi. Bây giờ đã xong con này, giờ mình chuyển sang bo sửa con kia nhá, sau đó mình lắp hoàn thiện thử cả thể. Con này là lỗi nguồn thôi mà. Ôi rồi các bạn, đang bảo là xem con mình sửa mình hay tính cẩn thận mà. Mình đang tháo ra xem thợ trước họ đã thay bằng con IGBT gì. Khả năng con này mới sửa thôi. Tháo ra thì con này vặn chặt ok. Đấy, tháo cũng tháo được luôn. Họ tháo vặn kiểu gì rất chặt luôn. Nhưng mà các bạn họ biết quên tháo lắp con gì không? Chính là con cầu diode họ không hề vặn vào luôn, rất lỏng. Các bạn để ý này, cực kỳ lỏng luôn.
này quá nguy hiểm, nó nóng lên rồi cầu iốt không cũng chết đấy các bạn ạ. Để mình xem họ thay con gì cho nó an toàn, mà và mình thấy họ không bôi keo, mình nhìn thấy keo không tràn ra nên mình an toàn cẩn thận. Để xem nó là con IGBT gì, con này nó chạy H20R1203 thôi. Như vậy là họ đang thay bằng con H25R1202 nhá. IGBT giã máy, con này IGBT chất các bạn ạ. H25R1202 cũng ok các bạn nhá. Con IGBT này một thời mình cũng mua được, nó là con lưng mở ấy. Đấy, biết mua linh kiện giã máy là ok mà các bạn. Chứ mua mới thì chúng ta không đủ tiền chúng ta dùng. Nó đắt lắm. Với lại mua toàn bị lừa đây. Đấy, không có tí keo tản nhiệt nào, nguy hiểm kinh, chắc vừa mới sửa hay sao ấy. Chứ không thì chạy nóng lên là con này chết sừ rồi. Không có keo tản nhiệt mà. Đã bôi keo vặn chặt lại này. Và đây là cái bo chết công suất này, lỗ đây này. Hai bo đều từng sửa công suất. Con này tụ zin 10mm ở đây này. Con này đã thay tụ đây, thực ra tụ 10mm này học bó cũng được. Thì cũng đã sửa công suất nhá, và đặc biệt nhá, ở đây họ đang lắp một con 18 ohm thì cũng ok. Zin bản của nó là con nó giá mã là 150. 150 tức là 15 x 10 mũ 0. 10 mũ 0 tức là bằng 1 đấy, là 15 x 1 tức là 15 ohm nhá, mọi người nhá. Thay 18 ohm được cũng chẳng sao cả, nhưng mà thay 10 ohm càng tốt. Khóa cho tốt. Họ cũng sửa, họ cũng kiểm tra driver cái thứ này, mọi người này. Mình đã bôi keo tản nhiệt, ô lắp ok này. Cẩn thận hàn cho nó tản nhiệt IC. Rồi con lắp thêm con 10K song song với cái tụ này. Mục đích là khi thực ra cái xung đỉnh chả đạt đến 35V đâu, nhưng mà nó cứ chạy mà nó đạt đến cái xung đỉnh cao, ví dụ như là đang lên tận 27 28V chẳng hạn. Sau đó là khi ật on phát, con này nó mở 27 28V, tức thời nó mở cho 7805 là cho driver, nhưng mà cái điện áp đến lúc đấy nó cao quá đôi khi nó xảy ra lỗi chẳng hạn. Nên mình an toàn, mình chơi cho con 10 ohm mà. Chính là khả năng đấy, chính là điện áp cao tức thời nên nó cao, nó mới hay chết con thông con này đấy các bạn ạ. Nó bỏ đi cũng được kệ mà, nó thiết kế mà. Nói chung là mình nhìn được cái nhược điểm của nó các bạn nhá. Để quay trở lại sửa con này thì chắc là chập IGBT thôi, nó mới nổi thế mà. Như vậy là hai con đều hỏng nguồn, à hai con đều không lên nguồn. Một con này chập công suất, một con này chết nguồn cấp trước. C sang E này, đấy đã chập rồi nhá. Để xem họ dùng bên này họ dùng con gì. Nhiều thiếc ở đây quá rồi. Sửa công suất là phải làm kỹ được khối driver, không thì lại chết lại ngay các bạn ạ. Họ vặn chặt lắm. Như là dùng súng bắn á. Ôi, kinh chưa? Thế mà vừa nãy cái con kia không vặn. Cái con vừa nãy con kia kìa. Con này đúng họ dùng súng bắn rồi. Ui rồi, không xoáy được luôn. Ôi rồi, mình này bó tay rồi. Không có loại nào nó chặt hơn không? Họ dùng súng họ bắn các bạn ạ. Để mình lấy lực. Ôi rồi, chết rồi, không ra được rồi. Không ra thì thôi cứ kệ nó luôn, nếu nó không chết các bạn ạ. Chắc là keo tản nhiệt ok, để đo thử xem nó chết không chết thì cứ kệ luôn. Tự động nó nữa các bạn. Từ đây này, sang đây này, sang đây này, ngược lại này. Không chết. Không chết thôi cứ để lại thôi. Không tháo được thì để lại các bạn ạ. Họ vặn một súng đấy, súng nó để trượt xa, để trượt khỏe nên không thể tháo được luôn. Tháo phải phá đấy các bạn. Mình thì dùng cái súng của mình nó yếu, mình chỉ vặn nó vào thôi, sau đó mình muốn siết chặt là mình dùng ốc, dùng tay mình siết. Cầu diốt con này chéo keo gì à? 20A 800V. Xem IGBT là dùng con gì nhá. Cũng 25R1202 đây là cho mọi người xem tên như con bên kia nhá. Nhưng mà tại sao con này lại chết? Hình như keo tản nhiệt chả có gì cả.
sao keo tản nhiệt nó rẻ lắm mà sao chả có keo gì cả các bạn này, chả có tí keo nào bám giữ gì cả. Đấy 25R1202 nhé các bạn nhé, cũng ok thôi, nhưng mình sẽ tay H20R thôi, 20R1203 mà mình mua là mình biết là chất lượng nó tốt. Thì đấy, đã sửa công suất thì mình đã có video mình nói nhiều rồi, mình chỉ nói qua cho mọi người để mình làm thôi, mình đã chia sẻ quá nhiều video sửa công suất rồi. Thì khi nó chết công suất ấy, thì chúng ta sẽ kiểm tra linh kiện tại chân G, cụ thể là DZ này có chập không, con điện trở 15 ohm này có cháy không, rồi hai con driver đẩy kéo, đây là con 8550, còn đây là con 8050, xem nó có chết không thì chúng ta đã thay nhá mọi người nhá. Thì cẩn thận để kiểm tra tụ, nhưng cái con này tụ tốt á, mình nghĩ là tụ không lỗi đâu, chưa gặp tụ lỗi bao giờ, trừ trường hợp rất gặp nhiều lần là tụ bị lỗ thôi, lỗ tụ cộng hưởng thôi các bạn ạ, à quên, tụ bù thôi, còn tụ này mình chưa thấy ý chết, nhưng mà để cẩn thận thì cứ kiểm tra mọi người nhá. Cẩn thận kiểm tra, đây mình sẽ kiểm tra luôn, sau đó mình sẽ làm cái khác nhá. Đây, kiểm tra nó như thế này, bành ở đâu ấy nhỉ, mấy cái bành xịn mà lại rơi hết rồi. Cái đầu mỏ hàn này lần đầu tiên mình dùng cái kiểu đầu mỏ hàn này, vuốt chân IC thì ok. Nó có keo đấy nên không lấy được, cho ít thiếc vào. Chúng ta có thể cắt ngắn nó đi này, rút ra cho dễ. Đấy, đấy, em có đo được không? Đo được nhá. Mình muốn ý định mình chỉ tháo một chân ra để mình đo mà. Đây là một chân nhá. Đo tụ 10 mi nhá các bạn nhá. Đây là một chân nữa này, phải cô là một chân mà. Đấy, 10 mi 9,89, ok. Tụ 0,4 đây. Không phải 4 đấy, đo được 0,4 luôn nhá. Tóm lại là tụ con này ít chết mà. Có đặc biệt là con này con VR là chỉnh dòng thay đổi ít đó các bạn ạ. Nó không phải trên đường cảm biến dòng đâu. Con VR là nó trên đường cái gì, đường một cái chân điều chỉnh phát xung các bạn ạ. Còn săn đưa về riêng một chân khác. Cái đầu mỏ hàn này này tháo ấy ra để dễ. Tháo kiểm tra chan to lại chân S và D này. Để nó vào đây này, nó chảy hai cái này, nhấc cái lên là được luôn các bạn ạ. À, mình có khoảng gần chục cái kiểu chân như thế, à cả chân nhọn, lần đầu chân nhọn nữa. Đây là 8050 này, 8550 này, đảo que đo que đỏ này. Đó, không sao, đo độ giò này, như này là không được phép giò. Ngược lại thì có một chút. Đó, như thế này thì không được phép giò. Ngược lại thì có. Đó, giò nhiều hơn mà. Cẩn thận, đang kiểm tra luôn con này thử xem nào. Đấy, bật cái này nó lên được luôn. Dùng mỏ hàn sung nó không có nhọn nhọn, thế là bật cái khi nó gãy. Con này thì mình ít kiểm tra lắm, nhưng mà SMD thì cứ cẩn thận, bởi vì họ chết lần hai rồi mà. Con này chết đứt thì nó mới lỗi thôi, còn đâu chết chập thì này không phát xung. Không sao đâu các bạn nhé. Đây đo một số các con điện trở này nữa luôn này. Dạo này có một cái trend của các anh thợ điện tử, đó là đồng hồ đem ra khoe là kẹp về đồng hồ xem nó về không được không. Đấy, đồng hồ của mình về được 0,0 luôn. Dây xịn mà dây được các bạn xem kênh tặng, dây xịn thì lội trở ít và vừa mới vệ sinh bên trong tiếp điểm nên nó về không đẹp. Về không đẹp nên đo những con điện trở bé khoảng 1 ohm cái thứ thì đo nó chuẩn các bạn ạ. Đây là nó ghi như 150 nhá, là 15 đấy. Đó, ok nhá. Con này cũng có một con nữa là 15 này. Ok, không sao. Thôi, bắt đầu lắp linh kiện.
họ lắp linh kiện này, kiểm tra lốt. Còn DZ thì DZ chập các bạn ạ. Đây này. Đấy, DZ này chập nó mới bảo toàn được cho mấy con chan to kia đấy các bạn ạ. Mà DZ rất là to luôn này, chắc là họ thay à. DZ 18V 1W. Đấy, đã chập nhá. Đấy, như vậy là cũng chết linh kiện cuối driver đấy các bạn ạ. DZ ăn bảo vệ là ghim 18V về mát mà mọi người nhá. Bỏ đi thì nó vẫn chạy mà, các bạn. Nhưng mà lên có để bảo vệ được cái khối driver khi mà IGBT chết. Đang ngâm cứu chọn IGBT các bạn ạ. Bởi vì đợt vừa rồi mình có mua được một ít IGBT 25A H25R1202 các bạn ạ. Thì bản chất ấy là cái con này nó chạy H20R1202 nhá, không phải 25 đâu. Nhưng mà nắp thì càng tốt. Đây là như con này là con K25T120 25A1200 này. Con này con H20R1202 này, con này là H25R1202, H25R1202, con là hai con này là nâng bóng. Mọi người ạ. Thì với cái con này thì đo tụ ký sinh này nó đạt tầm khoảng 2,4 nhá. 2,3 2,4 nhá, như vậy là ok nhá. Còn đâu con H20R1203 đây còn là chính là con này này thì đo tầm khoảng 1,5 thôi. Đó. Còn con này là con H20PR5 thì nó cũng thế, nó giống con này thôi, nhưng có cái là cái con này ấy, thì tra data set chúng ta thấy là con này là 20A1350V thì nó sẽ giống với con H20R1353 này. Mình bây giờ mình mua nhiều IGBT nên đôi khi nhiều quá chả biết chọn con nào. Đây là 1,4 này nhá. H20PR5 1,4 nhá. Rồi H20R1203 cũng 1,4 1,5 nhá. Và H20R1353 này. Con này và con này thì ba con này đều là 20A, nhưng con này và con này chỉ điện áp là 1350V, còn con này chỉ là 1200V thôi. Nhưng mình có một con này mà đặc biệt, hôm nay mình test thử thế này. Con này không nhầm là mình phá bếp Casaico, mình có ghi ở chữ giữ ở đấy là Saico này. Là cái bếp Saico mà nó dòng ăn đến 9,5 đến 10A ấy. Các bạn nhá, cái bếp Saico ấy. Con nó bị chết con MSU vỉ mặt nên mình có phá hai cái thì còn coi con này. Con này nó có mã mình đọc cho mọi người này. G7PH35UD1-E. Đó. Mình tháo chính tay mình tháo từ một cái bo một cái bếp từ Casio ra, mà bếp từ là hãng sản xuất dùng nhưng mình nhìn như là chân nối nhưng không phải chân nối. Mà mình là người tháo nó ra chứ không đã chưa có ai sửa nhá. Thì con này mình có tra data set ấy thì là nó là 20A 1200V. Nhưng dòng mắc của nó ở chỉ 25 độ cái thứ này, nó đến tận 50A cái thứ cơ các bạn ạ. Nên hôm nay mình thử dùng con này bởi vì con này mình nghĩ là nó ok. Mình đo tụ ký sinh của nó này là 2,3 nhá. Tụ ký sinh 2,3 thì tương đương với mấy con H25 này các bạn ạ. Đó. Nên thử chơi con này xem nó thế nào. Bởi vì nó là con IGBT giá máy chuẩn xịn các bạn ạ. Còn đống này đống mình mua. Nhưng mình mua mình đo đấy mình biết là nó tốt nhá. Còn chúng ta đo mà nó chỉ được có 0,9 hoặc 1 nanofarad thì vứt đấy, các bạn nhá, là không ăn thua. Là chết ngay. Chọn đi chọn lại cuối cùng cái con mình cần muốn lắp thì nó chân nó lại ngắn, lại không muốn nối, thế là lại kiếm lấy con H20R1353 đang lắp cho nó các bạn ạ. Con này chân nó dài. Và ở chân e con IGBT này là nó sẽ có một con cảm biến nhiệt nhá. Để lấy nhiệt bảo vệ nhá. Đây là chân đây này. Đó là cảm biến nhiệt đấy các bạn ạ. Nên mình hay hàn ngấu cái chân e vào cái con cảm biến nhiệt đấy. Dính cái chỗ này là toi này. Dính cái chân chỗ này này. Cái này nó là cái gì đây? À như vậy là bong ra thôi. Mạch in bong này các bạn ạ. À, cái đường này đường xung IG tới IGBT nhé, đi qua con 150 ấy. Đó, thay cầu chì nữa và lắp hoàn thiện. Thay cầu chì 12A này. Và hàn lại vừa nãy quên hoàn con này. Và ông 2T đây nhìn rõ luôn nó ghi chữ 2T. Cũng chập các bạn ạ. Nó là cái van đặc trưng mà. Con bên này thì mình đã thay rồi này. Không chập nhá. Đó. Nó cũng đã chập. Thôi lại thay lốt các bạn ạ. Chán thật là chán đấy các bạn. Nó ghi rõ 2T luôn ở đây chứ không phải I2. Có thể thay I2 thì ngon hơn. Mình có con S1D I2 thì mình sẽ thay đấy.
Con i2 nó chịu dòng cao hơn. Con 2T này vẫn là 8550 thôi. Nó cũng như là con 8050 ấy. Con 8050 này là con GBI thì dòng mắc của nó thấp hơn con i1. Con i1 thì cao hơn các bạn ạ. Thôi cứ 8550 chân cắm táng vào thôi cho nó bền vĩnh viễn các bạn ạ. Bò này là bò chết công suất nên phải đo thử nó có sống không. Đấy, dính phải con chết thì lại buồn cười. Chết con này thì là không chạy thôi cũng không việc gì. À này như cũ thôi. Đấy, không sao. Đây này, mình hay lợi dụng kiểu như này này. Từ chân in của con 7805 nó chính là chân e ra mà. Với con tụ dập xung này này. Từ đấy hàn ra các bạn. Từ đấy hàn ra là chân E nó vào đấy luôn, chân C nó vào đấy luôn. Thế ông đặt nó lên như thế này. Ông ta quay vào phát chân E này gập xuống cái con không ôm này. Con không ôm này thì như vậy là ta đã có chân E là nguồn vào. Rồi con ở giữa này gạt nó xuống cực B này. Hàn nó phát. Tóm lại là cực B thì không hàn được giữ trực chặt nhiều. Nhưng mà chân E và chân C là giữ rất khỏe, rất chắc. Đó, sau đó cực B đây này. Thế là ok. Đây đo qua cái nhá. Từ E sang C hết chập. Đo cực B xem có chạm sao không. Không chạm các bạn nhé, nhiều trường hợp là nó bị chạm. Cực B nó đi xin con trên này này. Con này nó sẽ cực B của con này sẽ tới chân C của con chan này. Con chan này con chan mở qua mở ra le thì cực B của nó được hạn qua con 102 đi theo đường này. Đó, đây là chân, tóm lại là khi chúng tôi ấn on ấy thì con vi xử lý vì mặt ấy sẽ cấp 5V ở đây. 5V sẽ đi như này, sẽ hạn qua con 1K này, sẽ tới cực B làm con này mở từ C sang E. Con này mở ấy, thì cái điện áp 18V ở đây này đi tới chân một chân con hút này, đi sang con hút này. Hạn qua con 201 là 200Ω nhé. Bởi vì con hút con Zerland là có 12V mà được cầm cấp 18V, do đó được hạn qua con điện trở. Đi tới đây, đây là diode dập xung ngược, đi tới chân C và mở từ C chân E về mát thì quận hút này hút. Đồng thời do cái chân này, chân C này bị dập mát thì dẫn tới là không khác gì là cái chân E, chân B của con này cũng kéo về mát. Thì nó tạo dòng IB là từ E sang B, hạn qua điện trở nhá, phải có điện trở, đi về mát. Thì kích hoạt nó mở dòng từ E sang C, cấp vào chân in của con 7805 này để hạ ra 5V cho con mờ su này. Và đồng thời vòng được lọc của con tụ này tới driver. Đấy, mình sửa chữa là mình nhìn được đồng dòng chảy như thế nào để mình làm các bạn ạ. Chứ mình không sửa mò. Nhiều khi sửa mò không biết tại sao nó bị như thế, được như thế mình rất là đau đầu nhá các bạn nhá. Sửa đôi phải thông được lão. Và mình làm cái kênh này lưu giữ kiến thức, mục đích là trong đầu mình biết là mình muốn chia sẻ cho mọi người. Có thể là các bạn không xem nhưng đời, có thể đời sau, đời người thân các bạn, bọn trẻ con nó mới lớn chẳng hạn, một cái kênh YouTube này nó vẫn còn tồn tại ấy, thì có thể là họ vẫn xem được nếu mà ai có đam mê điện tử. Đó là cái cốt lõi là cái kênh này nó như vậy đấy các bạn ạ. Và bây giờ làm do lượng xem nhiều thì bắt đầu cũng có tiền thu nhập, có thu nhập từ kênh. Mà để mà thu nhập được nhiều bây giờ mình phải mở lớp dạy nghề các bạn ạ, nhận học viên, rồi là bán linh kiện chẳng hạn thì cũng nhiều. Mà tôi đi ra dùng xăng rửa qua cái cho nó đẹp các bạn nhé. Thực ra là mạch bếp từ thì mình ít rửa cực kỳ, bởi vì bản chất ấy là nó có keo phủ ẩm, khi rửa ấy là nó dính cực kỳ luôn. Và dính nhá, rửa xong bắt đầu cái bàn chải xăng đánh nhá, nó bế bết cái keo phủ ẩm này luôn, dính lắm các bạn ạ. Nên chỉ có đánh qua một chút thôi, chứ đánh sạch quá thì nó lại mất lớp phủ ẩm. Cái bếp Casio này nhá, là đây là dương 300V này, đây là tới chân C sò nhá, thì nó lắp ngược so với những cái bếp khác.
Tức là dương 300V nó ở vòng ngoài, nhưng mà chúng ta có thể đảo nó lại cho nó theo những chuẩn của cái khác. Thực ra nó cũng chả ảnh hưởng gì đâu mà. Nhưng mà mình thấy nhiều bếp thì nó thiết kế theo kiểu như thế này hơn. Cái con kia mình vừa mới đảo ấy, dây này vẫn đảo đủ mà. Đấy, đây là nó ở đây là được. Mâm nhôm nhá mọi người nhá, không phải mâm đồng đâu. Mâm nhôm 2 tầng như là mâm của Media. Đó, lắp ra sẽ thành như thế. Tức là dương 300V vào tâm, xong cuốn luôn ra bên ngoài, bắt đầu mới tới chân xê sò. Cầu trì nhiệt điều khiển cấp tới chân in của con 7805. Cầu trì nhiệt cháy là coi như mất nguồn luôn. Con này sửa xong chỉnh dòng xem nó thế nào, xem ok không. Dòng con này chỉnh thay đổi ít lắm. Con này là sửa công suất này, còn con này là sửa ấy, sửa nguồn nước trước. Chờ đi lấy nước, nước cạn hết rồi. Sửa bếp từ nhiều là cứ thử nó sủi thế là cứ cạn nước dần các bạn ạ. Và con này mình lười, mình không táo tục bù nên mình sẽ cắm qua bóng hồng ngoại. Cắm qua cái bóng hạt bóng rất là lớn này này. Đây lật ra cho mọi người nhìn nhá. Thì giờ test thử thằng bách bằng cách như này đấy, trước đã sau đó mình đặt vậy. Mình cắm này. Thở ra cắm qua bóng hồng ngoại kia mà nó có sự cố thì nó cũng sáng rực thì nó cũng cháy chết hết nhiều ấy. Không phải đâu, là tụ bù vào nhiều quá nó bị thế các bạn. Cả hai tụ 10 mi này. 20mm là thành 40mm, cái bóng nó hồng đấy. Nên mình sẽ bật nhá, thử nhá. Một bên nhá. Đấy. Ôi dồi, hồng. Kinh khủng. Các bạn ạ. Hồng kinh khủng luôn. Như vậy là tháo một bên ra, thử một bên một vậy. Đây, tháo con này đi. Hồng như thế là không phải nó chập đâu các bạn ạ. Mà do con tụ bù nhiều quá đấy. Nó hồng như là chập ấy. Đây nha, tháo con bếp này ra nhá, thử sửa con bếp, thử con bếp bên chiếc công suất nhá. Thì bên này lên thôi. Đó, thì đấy nó có chỉ có 1,3 thôi đấy, khi dưới này đóng bắt là nhả. Rồi on dưới này đóng này. Đấy, dưới này đóng tạch. Dưới này đóng nhá. Và 21W này là khả năng là do con này nó đang nóng này. Chạy này. Cũng hồng hồng kìa các bạn kìa. Bù nhiều quá mà các bạn, kêu tách tách rồi. Đấy, áp nồi đấy các bạn. Kinh khủng. Hồng dã man luôn. Thôi cái này thì cắm trực tiếp thôi, kệ các bạn ạ. Nó lỗ thì lại sửa. Đáng lẽ mình phải tháo hết con tọ bù ra mình thử đấy các bạn nhé. Tháo luôn bóng ra nhá. Bây giờ nó chập là nó sẽ lỗ suất nhá. À, nó lỗ cầu trì nhá. Để ở đây cho mọi người nhìn thấy nhá. Tắt bớt bóng điện đi cho đỡ lóa này. Đấy, còn một bóng rồi nhá. Vẫn lóa lắm mọi người ạ. Cố gắng chỉnh cho mọi người nhìn được rõ. Đấy, nhìn được cái vị trí này, vị trí kia nhá. À, bây giờ cắm trực tiếp này xem nó có lỗ không nào. Đấy, đã cắm hai cái cùng đóng. Nó tụ bù nó tận 2,6 đấy, nhả rồi đấy. Tận 2,6 A lên tới cái bóng hồng ngoại nó đỏ au đấy các bạn ạ. Và on như này nhá, on tuy bên này thôi nhưng mà bên này cũng đóng mọi người ạ. Tức là on bên này thôi nhưng mà qua thông qua giao tiếp ấy là con dưa le bên này cũng đóng. Các bạn ạ, để chúng ta sẽ thấy này. Đấy, nó đóng tạch cả hai luôn nên tận ăn tận 2,6 A luôn. Của 20 à của 40 mi tụ bù đấy. 4 con 10 mi mà. Và bây giờ theo xem kết quả nhá. Chạy này. Đã rít nhá. 5A. 12 hết cỡ. Đấy, tận 9A luôn các bạn ạ.
9A như này, nhưng thực tế nó chỉ chạy 1.800-2.000 thôi này, bởi vì cái 9A này nó là con tụ bù đó nhá mọi người nhá. Ok bên này nhá, để tí nó chạy lâu một lúc nữa sủi xem thế nào. Tiếp tục thử bên này nhá. Con này thì hỏng chỉ là nguồn cấp trước thôi mà. On này, chạy này, đấy cũng thế nhá. Đó là con này chạy ngắt, vừa chạy bắt mồi cái mà ngắt. Nhưng con này là thợ trước họ đã chỉnh dòng ăn thấp hơn rồi các bạn ạ, có 8 phẩy mấy A kìa mọi người nhá. Con này là mình sửa nguồn cấp trước, còn bây giờ họ đã chỉnh ra thấp rồi, còn con bên này thấy dòng ăn cao, hay là chính vì dòng ăn cao nên nó mới chết công suất. Thôi bây giờ cứ chỉnh cho ra, thôi để mình chỉnh đã, mình chỉnh cho nó chuẩn rồi mình sẽ nói nấu sủi cho mọi người tham khảo nhá. Ôi rồi, để nhìn xem là VR nào, VR vặn ngang như này, con này cũng vặn ngang đấy, sao lại khác nhau nhỉ? Cho ở giữa xem nào, con này có thể đút vào đây chỉnh được này. Nó có lỗ đâu, ôi rồi nó không có lỗ các bạn ạ, để chỉnh ở đây thôi. Mình để VR ở bức giữa cái nhá, để xem nó ăn dòng như nào, hai con của giữa. Chưa biết là bên giảm dòng, bên nào tăng dòng mà. Nói chung là chỉnh ra 8A thôi thì nó bền các bạn ạ. Khách nó ok. Đấy, đóng đấy. On này, bật này. Như vậy là bị ăn cao dòng hơn rồi. Cao hơn nhé các bạn nhé. Đấy, 9,5 mà vẫn thế các bạn ạ. Mình thử cho nó xuống 8,5 xem nào. Xem vặn chiều nào nhé. Mình chưa biết vặn chiều nào mà. Vặn chiều này thử xem nào. Hay là VR vừa nãy mình cũng cho một ít dầu nhớt vào rồi, nó không tiếp xúc không? Có quà nữa. Chờ anh tí. Vặn ngược chiều kim đồng hồ để nó giảm các bạn nhá. Mình cho giảm 1A từ 9,5 đấy, mình cho xuống còn 8,6 này, cho nó tăng được cái độ bền. Đấy, có khách có cái thằng cu lái xe cho một cái công ty ở khu Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội. Nó tiện xe, nó đi chở hàng cho công ty ở khu công nghiệp Nội Bài, nó đem đồ lên cho mình sửa cho nó. Đem đồ của công ty đấy các bạn ạ. Nó là một cái hệ bóng đèn đồng bộ trong trong máy công nghiệp. Đấy, đang test thử cho nó sủi nước để xem thế nào đấy các bạn ạ. Nói chung ấy là khi mình làm ấy, là mình kiểm tra rất là kỹ, và cái quan trọng ấy là mình đã chia sẻ cho mọi người cách mình, những bước mình làm như nào rồi, và cần cẩn thận như nào, và kiểm tra những cái gì. Và cái quan trọng nữa mà rất nhiều người làm theo như mình mà vẫn bị nổ hỏng ấy, thì đó chính là nó sủi to quá các bạn ạ. Đó chính là do linh kiện của các bạn kém, linh kiện chất lượng kém. Ngày nay thì linh kiện dã máy nó cũng không còn ngon như ngày xưa nữa, mình mua đôi khi mình vẫn phải bỏ các bạn nhá. Đấy, nó sủi rất to luôn, ok luôn nhá mọi người nhá. Còn bên này thì mình cũng giảm đi một tí rồi này, bên này thì chỉ sửa nguồn thôi, công suất vẫn nguyên thì cứ kệ thôi. Con bên này nhưng hơi khó hiểu ấy, từ trên 8 mình bấm nhanh lên mức 12 ấy, nó lại dừng phát xung rồi lại phát. Nhưng con kia thì không bị, đấy, cũng mình cũng giảm như thế nhá, thấp hơn con kia một chút. Và con này công suất vẫn còn nguyên, chỉ lỗi nguồn thôi mà, không sửa thử nhiều nó. Thử con này này, mình thử một tí nữa để mình sau đó mình sẽ tháo ra mình xem nhôm nó nóng không. Nhưng mà khi mà chúng ta làm kỹ như mình này, như mình làm đấy ấy, và cái linh kiện của chúng ta chất lượng tốt đấy, mình còn dùng đồng hồ đo của mình để mình đo tham khảo cái tụ ký sinh giữa con ngon và con không ngon, để mình xem cái chất lượng con IGBT nó có tốt được không. Và mình đã chia sẻ cho mọi người nhé, đó là cái kinh nghiệm của mình, cái kinh nghiệm mà làm thực tế của mình, và mình quay lại để mình chia sẻ cho mọi người đấy. Chúng ta thấy là nó sủi mạnh kinh khủng, bởi vì con này là nó
Con này nó ở chế độ chậm, nó dòng nó cao lắm, bởi vì nó con tụ bù tận 0,4 cơ các bạn ạ. Đây này, mình sẽ cho mọi người này. Đấy, nó tan tận 4A luôn nhé. Chờ nó phát xung này. Nhưng mà cái A này là cái A của tụ bù đấy các bạn ạ. Đấy, khi phát xung nó tận 5A luôn, tận 900W luôn này. Tức là hay là 1000, phát xung cái là 1000, công suất là 1000W luôn. Với con tụ bù tận 0,4 rồi các bạn nhé. Này như này thì quạt nó đã mát, nó lại mát mất rồi. Mình lại không kiểm tra được nhiệt, lại cho nó chạy một tí nữa vậy. Đấy, sửa chữa bao lâu, từ hồi lắp cái này vào là mất 51 số sửa thử biết từ rồi các bạn nhá. Chủ yếu biết từ mình cứ lấu như này này. Đây là 51kW nhá các bạn nhá. Có thể reset được nhưng mình cứ kể chả reset để xem bao giờ nó hỏng. Đó, chạy ok nhá. Bây giờ bắt đầu xem kết thúc video để xem nhiệt nó như nào. Rút ra thật nhanh. Rút ra thật nhanh để cho nó không con quạt nó không chạy. Đây là cái bắn nhiệt. Mình giờ này mình cứ trộm được cái máy bắn nhiệt này của ông anh trai ngày trước hồi Covid này, nhà sốt ông mua. Đây, bắn thử nhá. 38 độ rồi các bạn ạ. Nhưng mà nó chả nóng đâu, 38 độ sờ gọi là có nhiệt, sờ hơi rát tay một tí thôi. Có 38 độ thôi mà. Đây, 38, 39 độ rồi nhá mọi người nhá. Không nóng đến mức mà lên tận 6, 70 độ đâu. Tất nhiên là chạy ở cường độ cao liên tục thì có thể nó lên đến 6, 70 độ đấy các bạn nhá. Mình thử như thế là vẫn ít nên nó cũng không sao cả các bạn ạ. Quạt vẫn ok ngon. Thôi, video kết thúc nhá. Con này thì tổng kết. Con này hỏng nguồn cấp trước. Hỏng nguồn cấp trước là do cháy con điện trở cầu chì. Thì mình có thể nghi ngờ là do con này nó lão hóa thì nó giả, nó hỏng, nó ấy, nó bị các bạn ạ. Và cái con 18 ohm nhá, con 18 ohm mình cũng thay là con 10 ohm rồi. Con 18 ohm chạy trên cờ ấy, bởi vì thợ trước họ sửa công suất mà. Còn con bên này thì chết IGBT, chết DZ Gim nhá, mọi người nhá, lỗ cầu chì. Đó, sau một hồi thì mình cũng đã làm được nó ok nhá. Giá khách và bảo hành. Chào mọi người nhá.